cái xì ở đây, nhiều một em bỏ nhiều đây. Nước này nó không được. Bé sầu thoát rác. Đây là một loại chế phẩm sinh học bằng đất hiếm, hàng tỷ năm ở lòng đất. Còn gọi là nước đây là bằng sinh học. Thì hôm nay là công ty Sơn Hà cùng với công ty Đông Nam Dược của Gia Lai, hai công ty để đi khảo sát thử nghiệm cái nước. Ủa cái hồ đây, hồ gì đây? Hồ Đức An. À, hồ Đức An. Cái này khi nào mình bỏ qua cái loại màu hồng, cái loại một vào thì cô phải đợi liên tục. Khi bỏ cái loại hai vào là gọi liên tục, không được ngừng. Thấy không? Liên tục. Em gọi nó cái xìa nha. Cầm luôn này. Cái chế phẩm xử lý nước này là ăn được không nước này? Sinh học à? Đó là chế phẩm sinh học. Không có độc à? Cái chế phẩm sinh học này nó xử lý một là nước uống nhiễm phè, hai là xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản. Rồi xong. Cho hai loại rồi đấy ạ. Hai loại rồi. Xong rồi đấy. Thì trong thời gian khoảng 15 phút nó kết túa và nó xử lý toàn bộ. Nó chua chua ngon ngon đấy. Đó. Đây. Cái này là khi mà nước này đang kết tủa nuôi trồng thủy sản. Tôm cá mà nó bị ghẻ là nước này lại xuống là tôm cá trở lại khỏe. Nó xử lý toàn bộ kim loại. Tức là các cái loại kim loại nằm ở trong nước là nó phải phân hủy hết. Nước đang bắt đầu kết tủa. Đây là cái bình hình dung, ví dụ nó chỉ có 10 lít nước nhưng mà hình dung cái đây nó hàng trăm mét khối nước. Còn cứ khi này bắt đầu khi lên tới đây nó kết tủa, khi là lấn toàn bộ xuống thì cái cạnh nó nằm ở dưới này. Mình mở cái van này còn ở trên này là nước sử dụng. Mở van này là sử dụng, còn nước nơi cạnh sạn